Hello, xin chào các bạn. Hiện nay trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đó là hai cái miếng dán cường lực dành cho hai cái dòng điện thoại có bàn phím, hành thoại bàn phím vật lý cũng đang được ưa chuộng trong thời gian qua. Đó chính là hai chiếc điện thoại BlackBerry, BlackBerry Key 1 và BlackBerry Key 2. Thì cái miếng đầu tiên mà các bạn thấy nó vuông vức như thế này á, đó là miếng dành cho chiếc BlackBerry Key 1. Còn cái miếng thứ hai mà nó khoét ở phần camera hay phần cảm biến phía trên đó là chiếc BlackBerry Key 2. Thì trước đây thì tại đồ chơi di động.com thì các bạn thấy là nó có những cái miếng dán cường lực full màn hình cũng dành cho hai cái dòng máy này, tức là nó có viền đen xung quanh nữa, nhưng mà đó là những cái miếng dán dạng keo viền không có được full keo ở giữa, do đó nó sẽ có một số cái hạn chế nhất định, nó chỉ đẹp về cái hình thức mà thôi. Thì các bạn biết là thấu hiểu được cái vấn đề đó nên shop đã tìm và nhập thêm cái loại này nữa. Cái loại này thì nó không có full bằng, tức là nó cái kích thước nó chỉ vừa đủ lớn để che hết phần lớn cái phần hình ảnh của chúng ta thôi, nhưng mà có nó thiếu một chút xíu ở cái rìa, ngay phần rìa cong thiếu chút xíu nữa. Thì nhược điểm của cái miếng này á là sau khi dán á thì có thể cái rìa cong này nè, cái rìa ngoài mép với phần cong của màn hình máy á, nó sẽ hơi bị hở trắng tí xíu, là do cái miếng kính á của mình á, miếng kính cường lực nó thẳng á, thẳng như thế này, nó đi ngang. Còn màn hình ở hai bên mép này nè, hai bên cong nó đi xuống xíu. Đó, chỗ này á, nó không khớp với nhau. Chỗ này nó sẽ bị hở xíu trên này các bạn. Trên nền đen các bạn sẽ thấy có cái đường không khí trắng rìa rìa xung quanh cũng hơi nhỏ nhỏ xíu. Đó, nhưng mà nếu các bạn đến shop dán luôn á thì cái phần này shop sẽ xử lý cho các bạn để các bạn không có bị vấn đề đó, và miếng dán sẽ trông rất là đẹp và liền lạc. Nhưng mà nếu các bạn mua về nhà thì các bạn có thể dùng thêm cái keo phết chống hở trắng của shop gửi kèm theo cho các bạn, thì các bạn phết vào. Tuy nhiên cái keo đó thì nó không phải là cái keo chuyên dụng như shop làm được, thì nó sẽ có thể là nó sẽ không, nó cũng khắc phục được phần lớn, nhìn cũng ổn không đến vấn đề gì, nhưng mà nó có thể là không đẹp bằng shop làm tất nhiên rồi. Thì cái keo mà shop làm thì shop không gửi các bạn làm được, nó hơi phức tạp xíu đó. Thì đây là miếng hai cái miếng dán cường lực này, ngoài cái nhược điểm đó thôi, điểm nhỏ mà gần như là tất cả những miếng dán cường lực dành cho màn hình cong nào nó cũng bị như vậy. Nó không phải là cái gì quá ghê gớm, nhưng mà tất nhiên là khi bán hàng thì mình phải nói thật là nó bị cái gì trước. Nhưng mà bù lại những cái ngoài cái nhược điểm đó thì những ưu điểm của nó rất là lớn, như là thứ nhất là nó không có bị che cái phần hình ảnh của chúng ta, tức là không sử dụng viền đen thì nó không có lẻm cái phần hình, và đặc biệt là loại này full keo, tức là dính trên mọi điểm trên màn hình thì nó sẽ cảm ứng rất là tốt, không có bị bụi nước lọt vào ở giữa được. Đó, nó kín mà. Đó, thì các bạn sẽ dùng nó bền hơn, và đặc biệt là nó ít bị vỡ hơn, bởi vì cái mép nó không phun ra ngoài. Khi mà chúng ta bị cấn cái gì đó thì nó không có dính vào miếng dán, nó ít dính vào miếng dán thì nó ít bị nứt hơn. Và cái ưu điểm cuối cùng của nó là giá thành nó lại rẻ hơn cái miếng có cái viền đen kia khá là nhiều. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu cái miếng dán cường lực dành cho chiếc điện thoại BlackBerry Key 1 và BlackBerry Key 2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau của đồ chơi di động.com. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn cho shop một like và ủng hộ shop bằng cách nhấn nút subscribe ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.